diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. Để mở đường Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ ta đã vận dụng linh hoạt nhiều ý tưởng, thể hiện nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam. Viettel chính thức thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam. Hoa Kỳ chính thức áp đặt mức thuế mới, theo đó tăng mức thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Kính chào quý khán giả và các đồng chí, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 5. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng sáng nay đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả biên soạn chỉnh sửa tài liệu huấn luyện năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến và đại biểu các cơ quan đơn vị học viện nhà trường trong toàn quân. Các đại biểu đã xem xét kết quả biên soạn, chỉnh sửa tài liệu huấn luyện năm 2018 của Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Tổng cục 2, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Đặc công và Cục quân huấn, trước khi trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để in ấn và đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của các đại biểu, cấu trúc các bộ tài liệu được biên soạn chỉnh sửa thống nhất, đồng bộ theo đúng hướng dẫn. Đặc biệt, các tài liệu đã được biên soạn công phu, gắn vào thực tế chiến đấu, cập nhật các điểm mới của các loại hình tác chiến trong các cuộc chiến gần đây trên thế giới. Các bộ tài liệu đã bổ sung cụ thể về nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và cập nhật những thông tin mới của từng lực lượng. Một số nội dung về phương thức tác chiến, nội dung bảo đảm đã được chỉnh sửa bổ sung phù hợp với điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo, cập nhật nội dung chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu đã ban hành để bổ sung chỉnh sửa nội dung tài liệu, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, làm cơ sở cho việc tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện của toàn quân trong thời gian tới. Ngày hôm nay, Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo Cục Xăng dầu tổ chức cho kho 661 phối hợp với các đơn vị thực hành diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy tàu dầu và xử lý môi trường. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức ứng phó, hoàn thiện quy trình kỹ thuật thu gom dầu tràn cũng như thống nhất cơ chế điều hành với các lực lượng chức năng địa phương. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo diễn tập. Tình huống diễn tập là một phương tiện đường thủy va chạm với tàu dầu của kho 661 đang tiếp nhận dầu tại cảng, gây sự cố tràn dầu ra sông với quy mô lớn. Độ loang dầu mạnh và nhanh nên để xử lý tình huống này, cán bộ nhân viên kho 661 phải hiểu rõ quy trình nguyên tắc về xử lý tình huống trong điều kiện phức tạp. Trước tiên yêu cầu đặt ra đối với tôi phải xác định được tốt hệ thống sông ngòi, thủy văn, thủy triều, dòng nước lên và xuống để xử lý và triển khai hệ thống phao quay dầu một cách nhanh chóng, chính xác để thu được lượng dầu một cách tuyệt đối, tránh có hiện tượng dầu tràn ra sông, ra biển. Chúng tôi là một đơn vị xăng dầu chuyên bảo đảm xăng dầu của quân đội, cho nên là chúng tôi có rất nhiều những các lực lượng, bao gồm có lực lượng thợ máy, lực lượng bảo quản, lực lượng tuần tuyến, lực lượng phòng cháy chữa cháy. Cho nên là khi mà có cái ứng phó sự cố tràn dầu ấy, thì anh em sẽ thực hiện theo thứ tự nội dung của công việc để tập trung lực lượng cho từng nhiệm vụ. Xử lý tình huống ứng phó sự cố tràn dầu, thực hành chữa cháy tàu dầu diễn ra trên môi trường sông nước trong điều kiện thời tiết, khí hậu, thủy văn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định vị trí, phương hướng triển khai các lực lượng tham gia xử lý tình huống. Do đó, đòi hỏi phải có nhiều phương án xử trí. Ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy tàu dầu và xử lý môi trường sau sự cố là những tình huống được đặt ra trong cuộc diễn tập này. Mỗi nội dung huấn luyện, mỗi vị trí triển khai lực lượng xử lý tình huống diễn tập đều có những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi cán bộ nhân viên kho 661.
cần có trình độ, bản lĩnh, linh hoạt vận dụng một cách sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ từ thực tiễn đặt ra. Đây là cuộc diễn tập đã đạt được mục tiêu yêu cầu đặt ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua cuộc diễn tập này thì đã nâng cao được trình độ, hiệp đồng giữa các lực lượng địa phương, lực lượng đóng quân trên địa bàn để khi có tình huống xảy ra thì sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả để giảm thiểu ít nhất những thiệt hại do các cái sự cố gây ra. Với các phương tiện được trang bị ngày càng hiện đại như phao quây, máy hút phét, tẩy rửa, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng và đặc biệt là qua cuộc diễn tập lần này, các kỹ năng thao tác xử lý sự cố tràn dầu của cán bộ chiến sĩ kho 661 đã được nâng cao. Đó là một trong nhiều giải pháp của ngành xăng dầu quân đội nhằm thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu quản lý sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Hùng tráng, sâu lắng và ý nghĩa, đó là những dấu ấn đậm nét mà chương trình nghệ thuật Huyền thoại một con đường để lại trong lòng khán giả. Chương trình vừa diễn ra tối qua mùng 9 tháng 5 tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt km số 0 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Chương trình có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Suốt 16 năm, tuyến giao liên vận tải quân sự Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã ghi dấu trong lịch sử dân tộc như một huyền thoại của thế kỷ 20. Với vai trò là cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, đường Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và toàn quân ta, đường Hồ Chí Minh mãi mãi là một nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân. Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại là nơi phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta, quân đội ta. Con đường Trường Sơn huyền thoại cũng là nơi tôi luyện ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần sáng tạo và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Để thể hiện được tầm vóc lớn lao của con đường, của tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chương trình nghệ thuật đã được dàn dựng công phu với sự góp mặt của hơn 400 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài quân đội. Với kết cấu thành 3 phần: Vui mở đường, Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và Đường bốn mùa xuân, chương trình đã thành công trong việc tái hiện ký ức của một thời hoa lửa rất hào hùng vẻ vang của quân và dân ta. Chúng tôi vô cùng tự hào được làm một cái chương trình tái hiện lại cái cung đường lịch sử và đưa lên sân khấu những cái hình tượng, những hình ảnh thanh niên xung phong, những hình ảnh chiến sĩ Trường Sơn một cách sống động nhất và chân thực nhất. Và chính những cái hình ảnh đó đã làm cho chúng tôi, những người nghệ sĩ, có một xúc động để sáng tạo về nghệ thuật. Cho dù gặp thời tiết không thuận lợi, nhưng hàng ngàn người đã đến với Tân Kỳ và ở lại đến những phút cuối của chương trình. Cảm xúc lặng đi trước những mất mát, hy sinh, hay như hòa nhịp đập của trái tim cùng đoàn quân đang rầm rập xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước năm xưa. Với tất cả những cái diễn biến của toàn bộ chương trình, đó là một chương trình ấn tượng. Cái giá trị lớn nhất của chương trình này là tác động đối với thế hệ trẻ. Và tôi nghĩ rằng là tất cả những bạn trẻ có mặt ngày hôm nay có lẽ là sẽ rất xúc động rất nhiều. Và những kiến thức lịch sử được sân khấu hóa để giúp các em tạo nên một cái ấn tượng mạnh. Lần đầu tiên tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này diễn ra một sự kiện nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa, và thực sự đã chạm tới trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Và chắc chắn rằng những xúc cảm thực sự đó sẽ lan tỏa ý nghĩa chương trình, tiếp lửa cho toàn quân, toàn dân ta viết tiếp huyền thoại đường Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Nhân
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ và phần lớn trong số đó thuộc Binh đoàn 12 Bộ đội Trường Sơn Anh hùng. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, hàng triệu người con ưu tú trên mọi miền Tổ quốc đã lên đường, vượt qua mưa bom, bão đạn, băng qua mưa ngàn thác lũ của núi rừng Trường Sơn để ngày đêm làm từng mét đường, từng cây cầu trên tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại phục vụ cho nhiệm vụ vận tải, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đặc biệt quan trọng vào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và cán bộ sĩ quan Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 9.500 anh hùng liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và trên đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thành cổ Quảng Trị là một trong những trận chiến ác liệt nhất năm 1972. Dâng hoa bên dòng sông Thạch Hãn, đây là một trong những hoạt động thể hiện lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng đất nước. Cũng trong chiều nay, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các thành viên đoàn công tác đã tới thăm hỏi tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và một số gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Năm 1959, đúng vào sinh nhật lần thứ 69 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn 559 được thành lập, đánh dấu sự khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Con đường này được mệnh danh là một sáng tạo lịch sử vĩ đại, không chỉ bởi những hiệu quả mà nó mang lại, mà còn bởi trong quá trình xây dựng và vận hành con đường này, cán bộ chiến sĩ ta đã vận dụng linh hoạt nhiều ý tưởng, phương thức tổ chức để đảm bảo an toàn cũng như là tốc độ vận chuyển cho người và hàng hóa, kịp thời chi viện cho tuyến lửa miền Nam. Thằng xin thùng, đó là tiếng lóng mà bộ đội Trường Sơn dùng để chỉ máy bay AC-130, một loại vũ khí được Mỹ đưa vào sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vào mùa khô năm 1971-1972. Loại máy bay này được trang bị hồng ngoại, có khả năng phát hiện mục tiêu vào ban đêm và được coi là bóng ma trên đỉnh Trường Sơn. Theo thống kê, chính loại máy bay này đã khiến hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ ta hy sinh, phá hỏng gần 2.900 xe các loại. Để đối phó với AC-130, bộ đội ta đã tận dụng địa thế tự nhiên của dãy Trường Sơn, mở những con đường kín giữa rừng cho xe chạy ban ngày thay vì chạy ban đêm như trước, nâng tốc độ vận chuyển lên gấp 2 đến 3 lần so với tốc độ đi trong đêm tối. Thế thì anh em công binh ấy là mình nghĩ là nếu như vậy thì đường phải mở qua các cái khe của các cái cây to. Thế còn những cái cây nào mà buộc phải phá, phải cắt thì anh em chỉ cắt 2/3 gốc cây thôi. Để tức là chỉ cần là khi có lệnh ấy, là chỉ cần dùng một lượng bộc phá nhỏ hoặc là xe ủi của ta ủi một cách là đổ ngay thì như vậy là hoàn thành được nhiệm vụ. Để tránh việc thay đổi hoạt động từ đêm sang ngày sẽ bị đối phương phát hiện, ta vẫn duy trì một lực lượng nhỏ chạy ban đêm trên các con đường hở. Đặc biệt tổ chức một số tiểu đội chạy nghi binh trên các con đường ấy, thu hút AC-130. Kéo chúng vào các khu vực tác chiến của binh chủng cao xạ. Đội hình cảm tử được lựa chọn không chỉ là những lái xe dũng cảm, tay lái cũng phải điêu luyện và đặc biệt mưu trí. Cái đại đội này phải nói là nó là một đại đội giỏi về kỹ thuật, giỏi về kỹ thuật nó rất giỏi, chiến thuật nó rất giỏi và kỹ thuật nó nghiêm. Cho nên chọn cái đơn vị chạy được là phải để phải xác định cái này, anh chạy trên đường này sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh về cái nhiệm vụ lớn của cả chiến trường. Không chỉ sử dụng đường bộ để vận chuyển, bộ đội Trường Sơn còn vận dụng linh hoạt dòng chảy từ các con sông lớn để vận chuyển đường thủy trên những địa bàn quân ta kiểm soát. Bộ Quốc phòng đã cho phép đoàn 559 thành lập tiểu đoàn 161 vận tải đường sông đầu tiên để vận chuyển hàng trên sông Bạc về phía Nam Lào. Bên cạnh đó,
biệt phái một tiểu đội công binh để phá thành công 45 luồng thác giữ, tạo thành một tuyến vận tải đường sông thông suốt trên tuyến sông này. Hai cái sông lớn, như sông xe công thì chúng tôi lại sử dụng gọi là thập chiều máy, trọng cá chiều máy từ 500 tấn, 500 cân cho đến có thể 1 tấn chiều máy rồi. Thế còn đường sông thì là ở sông Chí Bình Hiên là chúng tôi lại sử dụng có việc là thả hàng ở trên với thả hàng xuống các căn cứ để đốt lấy thì là gồm có gạo và sắt. Từ 1965 đến 1975, Bộ đội Trường Sơn đã mở được mạng đường đa tuyến liên hoàn có tổng chiều dài gần 20.000 km với 5 trục dọc, 21 trục ngang, tạo thành mạng lưới đường liên hoàn đến tất cả các hướng chiến trường. Bất cứ một nhánh đường, một khúc cua, một binh trạm hay bố trí quân binh chủng trên tuyến đường ấy đều là sự tính toán chi tiết của những người cầm quân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara khi đó đã nói: mọi người vẫn thấy một khối lượng lớn người và của tuôn chảy từ miền Bắc vào miền Nam, thế nhưng không thể làm thế nào ngăn chặn được nó. Tiếp theo trong bản tin, bắt đầu phúc tra đào tạo sau đại học trong quân đội năm 2019. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tiếp tục đóng mới tàu tuần tra hiện đại. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay ban tổ chức đã họp phiên đầu tiên với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban tổ chức. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban tổ chức và các đại diện lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Ban tổ chức xác định các hoạt động kỷ niệm tập trung vào kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tổng cục Chính trị, cơ quan chủ trì, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã ban hành kế hoạch về phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30-75 cho các cơ quan, đơn vị. Bộ Quốc phòng đã gửi các ban, bộ ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trong quân đội về việc tổ chức sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã ban hành hướng dẫn sơ kết trong phạm vi địa phương và sẽ tổ chức sơ kết ở 3 cấp, xã, huyện, tỉnh trong thời gian tới. Về các công trình trọng điểm, Bộ Quốc phòng sẽ khảo sát, làm mới, cải tạo một số hạng mục di tích quốc gia đặc biệt là rừng Trần Hưng Đạo và xây dựng nông thôn mới tại hai xã Tam Kim và Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đẩy mạnh tuyên truyền tôn vinh các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, in ấn tài liệu, phát động cuộc thi báo chí với chủ đề Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh, cuộc thi tìm hiểu 30-75, sáng tác tranh cổ động, văn hóa văn nghệ chào mừng, ngày hội văn hóa quân dân. Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2019. Ban tổ chức mong muốn các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần tôn vinh, làm rõ thêm nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong giai đoạn mới hiện nay. Tại miền Trung, hôm nay đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng đã kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Qua thực tế kiểm tra, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị đứng chân trên huyện đảo Lý Sơn nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra, tổ chức huấn luyện sát thực tiễn, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng giữa các lực lượng, tăng cường quy chế phối hợp giữa cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kịp thời báo cáo cho cấp trên xử trí, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với địa phương xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh. Nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo sau đại học trong hệ thống nhà trường quân đội năm 2018-2019, Bộ Tổng tham mưu bắt đầu kiểm tra tất cả các học viên đào tạo sau đại học trước khi bảo vệ luận văn thuộc 13 học viện nhà trường. Sáng nay, Cục Nhà trường đã chủ trì khai mạc phúc tra ngoại ngữ đối với học viên quân sự đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nội dung phúc tra gồm 4 kỹ năng tiếng Anh của học viên, nghe, nói, đọc, viết với hình thức trắc nghiệm và vấn đáp nhằm đánh giá trình độ năng lực sử dụng ngoại ngữ của giảng viên giảng dạy sau đại học và học viên đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Thông qua kiểm tra, rút kinh nghiệm, làm cơ sở tham mưu, đề xuất cho
cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu các giải pháp chỉ đạo các cơ sở đào tạo sau đại học trong quân đội. Các cơ quan đơn vị cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tạo nguồn, dạy và học ngoại ngữ cho đối tượng học viên quân sự đào tạo trình độ thạc sĩ, cán bộ tạo nguồn nghiên cứu sinh. Học viện Kỹ thuật Quân sự là nhà trường có số học viên quân sự tham gia phúc tra đông nhất, gần 300 học viên. Vào sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác kỹ thuật năm 2020. Trong kết quả thực hiện nhiệm vụ vừa qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã đảm bảo kỹ thuật tốt cho hơn 600 lượt tàu thuyền thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển. Đặc biệt đã đảm bảo kỹ thuật cho dòng tàu thế hệ mới DN2000 đi biển dài ngày, cự ly gần 5.000 hải lý an toàn tuyệt đối. Các đơn vị kỹ thuật Cảnh sát Biển đã chủ động làm chủ công nghệ, sửa chữa được trên 1.000 hạng mục kỹ thuật trên các chủng loại tàu, vận hành trạm sửa chữa tổng hợp hiện đại tại Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đang triển khai các dự án đóng mới dòng tàu DN4000 hiện đại, tàu cứu nạn đa năng trên biển, khai thác máy bay và hệ thống tuần thám biển. Do có nhiều nhiệm vụ đột xuất trên biển nên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển kiến nghị với Tổng cục Kỹ thuật cần tăng ngân sách đảm bảo kỹ thuật thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền theo Nghị định 30 của Chính phủ, tiếp tục nâng cấp các cơ sở đảm bảo kỹ thuật tại các đơn vị mới thành lập, hỗ trợ nâng cao chất lượng huấn luyện, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Vào sáng nay, Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chương trình gồm 3 nhóm hoạt động gồm 10 nội dung nhằm tăng cường trao đổi cung cấp thông tin hai chiều về biển đảo Việt Nam và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vĩnh Phúc là tỉnh thành thứ 63 ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với Quân chủng Hải quân. Dịp này, đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã trao nhiều phần quà tặng cho các gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh. Vào sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ truy điệu an táng 7 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại tỉnh Poly Kham Say và thủ đô Viên Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong số 7 hải cốt được đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy lần này, có một hải cốt liệt sĩ xác định được đầy đủ danh tính và quê quán. Đó là liệt sĩ Lường Văn Quỳnh, quê ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hải cốt liệt sĩ Quỳnh được đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy ở bản Lắc Chết, huyện Cam Cớt, tỉnh Poly Kham Say. Với 7 hải cốt liệt sĩ tìm thấy trong mùa khô 2018-2019, tính đến nay, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm quy tập hồi hương được 769 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở thủ đô Viên Chăn, tỉnh Viên Chăn và tỉnh Poly Kham Say của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiếp theo là một số tin tức quân sự quốc phòng đáng chú ý khác. Sáng nay, Cục Kỹ thuật Quân khu 3 đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, 12 tháng 5 năm 1979. 40 năm qua, ngành kỹ thuật Quân khu 3 đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ đồng bộ, kịp thời, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 về quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Đội ngũ cán bộ nhân viên ngành kỹ thuật đã tích cực tìm tòi nghiên cứu và cho ra đời hàng trăm đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Hôm nay tại Hà Nội, các cựu chiến binh, nguyên là cán bộ chiến sĩ đơn vị tên lửa phòng không A-72 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tổ chức gặp mặt lần thứ 5. Năm 1972, quân đội ta được Liên Xô viện trợ tên lửa 9K-32 Strela 2, bộ đội ta gọi là tên lửa vác vai A-72. Lực lượng phòng không mang tên A-72 thuộc quân chủng phòng không không quân được ra đời để thực hiện nhiệm vụ sử dụng loại vũ khí này. Với tinh thần anh dũng kết hợp với cách bắn linh hoạt, sáng tạo, cán bộ chiến sĩ phòng không A-72 đã tiêu diệt hàng trăm máy bay địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y sáng nay phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hoạt động nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn khu vực bệnh viện đóng quân.
Bệnh viện đã khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh và các bệnh tim mắc phải ở người lớn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Biên Giang, quận Hà Đông. Hưởng ứng phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, sáng nay tại Yên Bái, đoàn công tác Học viện Khoa học Quân sự đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Bản Mù là một xã thuần nông, trình độ dân trí thấp, đặc biệt khó khăn với trên 5.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đoàn công tác đã thăm khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt học sinh và người dân trên địa bàn xã Bản Mù. Đoàn đã trao nhiều phần quà giá trị cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Bản Mù và tham gia lao động tình nguyện cùng tuổi trẻ địa phương. Hôm nay tại trường tiểu học Nam Ninh, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định và đoàn từ thiện HQ 571 phối hợp tổ chức tặng quà học sinh trường tiểu học Nam Ninh. Đoàn đã tặng trên 400 suất quà gồm các loại sách vở, cặp và các hiện vật khác. Đây là hoạt động nằm trong phong trào đồng hành cùng em đến trường do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị nhà tài trợ tổ chức. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và động viên giáo viên nỗ lực vươn lên trong học tập và công tác. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Đến nay, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng đang tiếp thu các ý kiến đóng góp, báo cáo, thẩm tra để hoàn thiện hai dự án luật là luật dân quân tự vệ sửa đổi và luật lực lượng dự bị động viên để trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến. Viettel chính thức thực hiện của gói 5G đầu tiên tại Việt Nam. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 34 sau 3 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, trách nhiệm, hoàn thành chương trình đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung của kỳ họp thứ 7. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề nóng mà dư luận xã hội đang quan tâm, như là tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng do sử dụng ma túy, rượu bia, các vụ trọng án về buôn bán ma túy, tình trạng xâm hại trẻ em và gian lận thi cử. Cho đến nay, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng đang tiếp thu các ý kiến đóng góp, báo cáo thẩm tra để hoàn thiện hai dự án luật là luật dân quân tự vệ sửa đổi và luật lực lượng dự bị động viên để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, bảo đảm chất lượng để kịp gửi đến đại biểu Quốc hội. Hôm nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cùng với Tập đoàn Ericsson Thụy Điển chính thức thực hiện kết nối lần đầu tiên mạng di động 5G tại Việt Nam. Và theo dự kiến, đến năm 2020 thì Viettel sẽ chính thức thương mại hóa mạng 5G tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những người đầu tiên trải nghiệm dịch vụ 5G của Viettel, anh Trần Hải đánh giá chất lượng 5G khác biệt hoàn toàn so với 4G. Tốc độ nhanh hơn 4G là hàng chục lần. Mình cảm giác là những cái ứng dụng video hoặc là video call thì mình cảm thấy là hình ảnh nó rất là đẹp. Thực tế cho thấy, tốc độ kết nối mạng di động 5G của Viettel đạt từ 1,5 đến 1,7 GB, tương đương với tốc độ của cáp quang thương mại. Việc Viettel thử nghiệm thành công 5G tại Việt Nam đã đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm thành công sớm mạng 5G trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có thể đi cùng với thế giới khi làm chủ và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thông. Đó cũng là sự khẳng định bước trưởng thành của lực lượng kỹ thuật Viettel. Bên cạnh việc có một mạng lưới 4G lớn nhất phủ sóng toàn quốc, một hạ tầng mạng lõi và truyền dẫn được ảo hóa, Viettel sớm chú trọng xây dựng mạng 5G để đáp ứng các ứng dụng thời gian thực, độ phân giải siêu cao, các kết nối IoT, độ chế siêu nhỏ. Nó trong một cái ngữ cảnh rất là đặc biệt là hiện nay các doanh nghiệp trong nước đã có đủ tiềm năng về công nghệ để sản xuất cả từ phần cứng đến phần mềm các loại dịch vụ của 5G. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực triển khai làm chủ công nghệ của Viettel. Khi chỉ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận giấy phép, Viettel đã thử nghiệm thành công mạng di động 5G. Một trong những ứng dụng quan trọng giai đoạn đầu của 5G
là nhà máy thông minh, là khu công nghệ cao. Ở đó rất nhiều công nghệ mới sử dụng 5G đang được thử nghiệm. Viettel và các nhà mạng phải sớm thử nghiệm để năm 2020 phủ sóng toàn bộ các khu công nghệ cao. Theo kế hoạch, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm mạng di động 5G tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của quá trình thử nghiệm này chính là nguồn thông tin đầu vào, giúp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá toàn diện công nghệ 5G dựa trên tiêu chí vùng phủ sóng, công suất, tốc độ tối đa và khả năng tương thích giữa thiết bị 5G với cơ sở hạ tầng hiện tại. Tại khu du lịch đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào sáng nay, công ty trực thăng miền Bắc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Bộ Quốc phòng đã chính thức khai trương dịch vụ bay ngắm cảnh bằng máy bay trực thăng Ben 505 Hạ Long Heli Tour. Đây là dịch vụ mới mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp. Du khách có thể trải nghiệm bay trên máy bay trực thăng ở độ cao thấp, di chuyển linh hoạt để có thể chiêm ngưỡng các điểm du lịch một cách rõ nét mà vẫn có thể bao quát được toàn cảnh. Máy bay trực thăng sử dụng cho Hạ Long Heli Tour là Ben 505, dòng trực thăng mới hiện đại của nhà sản xuất Ben Hoa Kỳ, với cabin toàn kính đảm bảo tầm nhìn rất rộng cho du khách. Đặc biệt, Hạ Long Heli Tour không phải là dịch vụ hàng không bán vé, mà hai máy bay trực thăng sẽ luôn túc trực tại khu vực nhà ga hành khách bến cảng Tuần Châu để phục vụ du khách bất kỳ lúc nào có nhu cầu, không theo giờ cố định, thông báo trước. Có 3 lựa chọn 12 phút, 25 phút và 40 phút với các hành trình khác nhau được thiết kế tối ưu hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu bay trực thăng để ngắm cảnh của du khách. Dịch vụ mới này sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch hướng vào chiều sâu, đẳng cấp cho du lịch Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức lương cơ sở chính thức tăng 100.000 đồng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng một tháng. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 38 về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành. Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, cũng như là để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo đó, đơn vị này đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất sẽ bị xử phạt tiền từ 34 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Trong khi đó, Nghị định 46/2016 đang quy định xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Tổng cục Đường bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 14 đến 18 tháng đối với lái xe có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Hiện Nghị định 46 đang quy định phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên vào sáng nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết đây là một cuộc diễn tập vũ khí tầm xa và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc diễn tập này. Hiện cả Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại trước động thái mới của Triều Tiên, song vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Theo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị quân đội nước này tăng cường khả năng tấn công để bảo vệ chủ quyền. KCNA khẳng định cuộc diễn tập đã được triển khai thành công nhằm kiểm tra năng lực phản ứng nhanh và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng thủ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau đó xác nhận các vụ phóng mới của Triều Tiên gồm nhiều tên lửa đạn đạo bay hơn 300 km theo hướng đông trước khi rơi xuống biển. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định không bên nào hài lòng với các vụ phóng này, song vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Về phần mình, Hàn Quốc cho rằng vụ thử này là đáng quan ngại, không hữu ích và dường như là sự phản đối trước việc Hoa Kỳ không đồng ý nới lỏng trừng phạt Triều Tiên.
Trong khi đó, văn phòng nội các Nhật Bản cho biết đang tăng cường phối hợp với Hoa Kỳ để phân tích tình hình và có phản ứng thích hợp. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm qua cho biết nước này đã bắt giữ tàu chở than của Triều Tiên với các cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ bắt giữ một tàu hàng của Triều Tiên, động thái đang phủ bóng đen lên triển vọng hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa hai nước thời gian tới. Kể từ 0 giờ 1 phút ngày 10 tháng 5 theo giờ Hoa Kỳ, tức là 11 giờ 1 phút, ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, chính quyền Washington đã chính thức áp đặt mức thuế mới tăng từ 10% lên 25% đối với tổng lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáng lưu ý là thông báo về việc áp thuế được Hoa Kỳ đưa ra ngay sau khi các quan chức của nước này và Trung Quốc vừa kết thúc ngày thứ nhất vòng đàm phán thương mại mới tại Washington. Ngay sau khi thông tin Hoa Kỳ áp mức thuế mới với hàng hóa Trung Quốc chán nản và có phần bất mãn là phản ứng chung của những thương nhân bán buôn tại Nghĩa Ô, thành phố bán buôn lớn nhất thế giới nằm ở phía đông Trung Quốc. Đa phần các thương nhân đều cho biết họ đã mất hầu hết khách hàng Hoa Kỳ do những căng thẳng thương mại thời gian qua. Tôi nghĩ nó thật vô lý. Công việc làm ăn của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi ông Trump lên làm Tổng thống, cũng như những căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhiều khách hàng Hoa Kỳ không sẵn lòng tới Trung Quốc nữa, thêm vào đó, mức thuế hiện tại là quá cao. Chúng tôi giờ chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ bằng cách tập trung vào thị trường trong nước hoặc bán cho những quốc gia khác mà thôi. Các mặt hàng tiêu dùng như điện thoại, máy tính, quần áo và đồ chơi trẻ em được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Hoa Kỳ và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng. Động thái áp thuế được đưa ra ngay sau khi giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong vòng tham vấn kinh tế và thương mại cấp cao lần thứ 11 tại Washington. Sau phiên thảo luận kéo dài 90 phút, hai phái đoàn đều cho biết vẫn sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày mai như kế hoạch. Tôi tới đây với thiện ý, tuy nhiên chúng tôi tin rằng việc tăng thuế không phải là một cách hay để giải quyết bất kỳ vấn đề gì, bởi nó không tốt với cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ hay nền kinh tế toàn cầu nói chung. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố sẽ xúc tiến việc áp thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 325 tỷ đô la Mỹ nhập từ Trung Quốc nếu cuộc đàm phán đang diễn ra không đạt kết quả. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã lên tiếng bảo vệ quyết định bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Động thái này diễn ra sau khi một báo cáo rò rỉ cho thấy vũ khí của Pháp bán cho Vương quốc Ả Rập này gồm có xe tăng, hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser đang được sử dụng để chống lại dân thường trong cuộc chiến ở Yemen. Pháp là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đang đối mặt với chỉ trích trong cuộc chiến ở Yemen suốt 4 năm qua. Ngày 8 tháng 5, hãng hàng không Qantas của Australia đã đưa vào khai thác chuyến bay thương mại không rác thải đầu tiên trên thế giới như một phần trong nỗ lực của hãng này nhằm cắt giảm sản phẩm nhựa dùng một lần. Chuyến bay trên mang số hiệu QF739 có hành trình từ Sydney đến Adelaide. Điểm khác biệt trên chuyến bay này chính là tất cả đồ dùng đều được làm từ vật liệu tái sử dụng, có thể tái chế hoặc tự phân hủy, từ đồ dùng đựng thực phẩm đến thìa dĩa. Đại diện hãng bay cho biết hãng này muốn đảm bảo chất lượng dịch vụ bay cho khách hàng mà không thải ra bất kỳ lượng rác thải nào. Khoảng 1.000 vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần đều được hãng Qantas thay thế bằng các đồ dùng thân thiện với môi trường, như đồ dùng đựng thực phẩm làm từ mía đường, bộ thìa dĩa được làm từ bột ngô. Ngoài ra, thẻ lên máy bay và thẻ đeo hành lý được chuyển thành dữ liệu kỹ thuật số. Giải pháp thân thiện với môi trường này sẽ giúp Qantas giảm khoảng 34 kg rác thải trên một chuyến bay từ Sydney đến Adelaide và khoảng 150 tấn rác thải mỗi năm. Qantas đang lên kế hoạch triển khai sáng kiến này trên các chuyến bay khác của hãng với mục tiêu cắt giảm 100 triệu đồ dùng bằng nhựa dùng một lần mỗi năm cho đến cuối năm 2020. Thay vào đó, hãng sẽ đưa vào sử dụng 45 triệu cốc nhựa, 30 triệu đồ thìa dĩa, 21 triệu cốc cà phê được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.